Chào tất cả mọi người, hôm nay là thứ 6 ngày 1 tháng 5. Nhưng mà trời hôm nay thì rất là mưa, cho nên là mình sẽ quyết định là quay một video ở trong nhà với chủ đề là What's my eat in a day. Buổi sáng thì mình chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh mì với cá hồi. Đầu tiên là bánh mì. Bánh mì này thì là loại gluten free mình vẫn mua ở siêu thị. Loại này thì có hạt lanh và hướng dương ở trên nên rất là ngon. Đầu tiên thì mình sẽ cắt đôi bánh mì ra này. Sau đó mình sẽ bỏ 4 lát bánh mì này vào trong nồi chiên không dầu và chiên trong vòng từ 6 đến 7 phút. Ta-da, bánh siêu giòn luôn. Tiếp đến mình sẽ phết cái bơ vegan mà mình rất là thích này lên trên. Tiếp đến là mình sẽ cho những cái lát cá hồi lên trên bánh mì đã phết bơ. Bây giờ thì là rau mầm. Loại này thì chủ yếu là để trang trí là chính, nhìn rất là đẹp mắt nhưng mà ăn thì thực ra là không có nhiều vị lắm ấy. Cuối cùng thì mình sẽ cho thêm mấy quả cà chua bi lên trên. Loại cà chua này ăn không ấy cũng rất là ngọt, thế nên là mình rất là thích luôn. À, và đừng quên thêm những cái lá gia vị lên trên nhá. Hôm nay thì mình chọn petersilie, là một loại húng quế tây thì phải. Ta-da, đây là đĩa bánh mì của mình ăn kèm với cả salad. Mời mọi người nha. Tiếp đến thì mình sẽ ăn pudding. Loại pudding này là vị sô-cô-la, nhưng mà đặc biệt ở chỗ ấy là nó không làm từ sữa bò mà làm từ soya, tức là đậu nành ấy. Thế nên là hoàn toàn chay luôn. Mình mới thử. Tiếp đến sẽ là bữa xế chiều của mình. Bữa xế chiều thì mình sẽ làm sữa hạnh nhân xay với cả dâu tây.
Bữa tối hôm nay của mình thì có măng tây tươi, hành này, hai quả cà chua này, hành tây này, cá hồi từ ban sáng này, và nui. Nui này thì là từ búp phai rèn, tức là hạt kiều mạch, nên là cực kỳ tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì mình sẽ luộc nui. Nui này thì mình sẽ luộc với một ít muối thì nó sẽ đậm vị hơn ý. Tiếp đến thì mình sẽ dùng cái dầu vừng này để xào. Mình sẽ cho vào thêm một ít nước tương. Một ít dầu hào. Cuối cùng là thêm một ít tiêu nha. Và thêm vào là tương ớt nhãn hiệu Con Ngỗng Bay Thần Thánh. Hy vọng là mọi người đã cảm thấy thư giãn khi xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye!